sọc xuống dưới gầm. Tí nữa rồi đi ăn cơm, cơm nữa. Ôi. Hai em vừa lăn Ngọc Bích lên đường. Rồi, ok. Rồi, ra đây. Lùi hẳn anh cho em này ra. Xuống tí nữa đây. Thôi lên đây. Vào đây. Rồi, ok, lùi ra rồi. Để nó lùi đây được. Rồi ok, vả đít vào tí nữa cho nó đẹp. Sát vào tẹo nữa này. Rồi ok rồi. Cháy rồi. Đấy. Ôi trời ơi, một ngày mệt. 8 giờ hai em vừa lăn cũng vừa kịp để xong. Vừa mặc cho mình một cái áo còn ướt nhè nhè. Nói đúng ra là hơi phô trương một tí là khắm mùi sơn. Em đã phải lên đường. Ôi, em thân ái chào mọi người tại đây. Kết thúc công việc của ngày hôm nay.